Hey, các bạn, hôm nay cuối tuần cũng như là thường lệ thì có con gái mình về. Thì hôm nay cũng là ngày lễ cua đó. Cái tháng này tháng lễ cua các bạn, nên con gái mình nó muốn ăn cái con tôm hùm đất này, nên giờ mình cũng mua về để ăn cho nó có phong trào các bạn. Thì ở đây năm nào cũng vậy thôi, tới cái mùa lễ cua này đó thì ai cũng ăn. Đó, thì giờ mình cũng mua về mình ăn cho nó có phong trào các bạn ha. Đó, thì giờ là mình hỏi ra mua hai hộp đây các bạn. Đó, thì nó hai loại. Đó, mình về mình ăn thử coi cái loại nào ngon nữa các bạn. Đó, đây hai loại. Giờ bắt đầu là mình đem lên bàn mình ăn với bánh mì rồi nha. Rồi cuối tuần rồi lai rai chút đỉnh nha. Mời các bạn coi như là ăn với mình nha. Đây, mời cả nhà. Rồi. Thì nay cuối tuần rồi cũng có cái gì hết nè. Thì cái mùa này là lễ cua đó, thì đây mình cũng phong trào thôi các bạn. Lễ cua này nè, cua này à, đó lễ cua này là lễ cua cá, cái này cua được. lễ cua đó, bây giờ mình cũng không biết làm gì. Cái cua này thì thường là mình tự là lễ cua mình ăn theo phong trào luôn các bạn ơi. Chứ còn thường thường đó là mình ăn cái con ghẹ, con cua của mình, con cua của mình nó ngon hơn các bạn. Mà cái này con kêu một con tôm hùm đất đó, đây đó. Thì hôm nay là mùa, để cái mùa này thì nó ăn vậy thì giờ mình cũng ăn theo phong trào thôi. Đây, mời cả nhà đi. Bây giờ mình mời cả nhà cái đi ha. Cũng đây đây. Làm cái này trước, cái này là là Vinbe của mình làm đấy các bạn, uống cho nó tiêu ha. Rồi mời cả nhà. Ngon quá. Bây giờ đó, bây giờ chỉ cái này chỉ có đơn giản là mình ăn chấm này với ăn với bánh mì các bạn. Đã bánh mì rồi hả? Mình ăn cái này với bánh mì các bạn. Thì ăn cái này thì nói chung ăn cái con này giống như ăn dôi ăn một mắt vậy. Đó. Ăn có sơ mơ không? Hả? Ăn có sơ mơ không? Không cần sơ mơ đâu bà xã. Ê, bà đã muốn ăn sơ mơ thì lấy. Đó, mình bẻ cái này ta. Ăn cái này nó cũng thấy giống như dôi ăn một mắt các bạn ơi. Ăn này hơi cực bạn ơi. Mình ăn thì mình hơi kỹ ăn mấy cái này nó trời chi nó không ấy. Đây. Bà xã ông xã lột cho bà xã này. Nè, không được. Ông xã lột cho bà một cái đầu ra đây đấy. Đó. Bây giờ em muốn ăn bơ thì nhớ bơ. Ăn cái này ăn với chấm gì đó. Cái gì đó? Chị sinap hả? Để không. Bồ tạt ha. Không, ăn cái gì mayonnaise có ăn không? Này, không ăn đâu. Để em sẽ lột cho sẵn trước nè. Đó. Cái này vậy bạn. Quá đã nè. Người luôn. Ăn không chào các bạn. Cái món này giống như do ăn một bát. Bà xã trắng được chứ bà xã trắng chắc gãy răng quá. Cái đó được phải không? Ừ. Cái đó nó đẹp đó có được. Được. Cái này ăn cực chất nè. Cái con này á, cái này là cái càng này là ngon nhất nè. Mà gỡ ra khó chết. Trời ơi bà trời. Ăn cực chất xíu. Ừ. Ngon ngon ha. Lỗ cái càng cực quá. Lột cho bà sẵn cái rồi hả? Của mình đi. Cái này là cái càng lột cực quá. Đồ tao nghe bà sẵn. Uống này mới rượu đỏ nữa hả? Ngon quá. Cái rượu đỏ cứng quá trời.
Là ăn cái thịt đi, ăn cái của mình đó. Đó, trời nghe cái mình vậy hắn mà. Chấm vô muối thì chanh rồi có ớt có thêm cái đỏ chanh lên nữa bạn. Ngon bạn mời nè. Đây, miếng con mập mập. Cái miếng bánh mì vô. Nhưng mà nó lột sẵn cũng có nữa, nhưng mà nó ăn không ngon ha. Ngon lột sẵn mà, ngon. Cua 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 hả?
cua một tiếng tụng nữa á, tính nói luôn á. Để thơ cho bà cả nữa, ông đã ăn nhiều và dần dần ông đã nữa. Ăn nhiều cho nó lớn. Giờ lớn nữa, giờ có trật. Ăn nhiều cho nó chết rồi đó. À, cái cua này giống ốc cái cao quá không? Một cái cằn. Cái cằn ngon á. Cái ăn nó hơi giúp được thôi. Nó mình lột nó khó luôn. Tôi lột từ từ đi. Mình tôi lột lột chút. Cái này nó bể rồi hết nè. Đây. Nè, này đây cho bà Thái nè. Đây này, này. Đây này. Cái nĩa không? À. Thì làm thì nói chứ hôm nay mình làm cái này là để ăn cái này gọi như phong trào thôi, coi như gọi là lễ cua. Mình ăn thấy người ta ăn là mình cũng mua về mình ăn thôi các bạn, chia sẻ với bạn thôi, chứ còn mỗi năm ăn lần. Ăn cái con này mình thấy ăn cái con này giúp ích quá. Ăn cái con này mình để mình ăn cái con ghẹ với lại con cua của mình á, ngon hơn ba. Tôm của mình á. Nói chung là anh này ăn con trào các bạn. Đây mà cái nhà cái nữa nè. Miếng bánh mì nữa coi. Thì hôm nay là coi như là cuối tuần thì hai chồng mình không biết ra làm gì, có nay có lưỡi cua rồi bán lưỡi cua nhiều nè. Mình cũng mua về mình ăn, tôi cũng không chào với người ta, chia sẻ mọi người. Thôi giữ cái clip này mình đây mình cũng xin kết thúc các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu các bạn cảm thấy hay, vui, để yêu thích hai chồng mình, hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip này ở đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.